Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình lên cho anh em một cái hộp 7 nhớt là mẫu là trong suốt nha anh em. Đó. Anh em nhìn thấy đây luôn, ở trong bên trong luôn nha. Đây là trong suốt nha anh em. Xài một miếng mica trong suốt rất là dày. Thì cái hộp 7 nhớt mẫu mới này mình bán cho anh em với giá là 550 một cái nha anh em. Đó. À, 4 ống vô 1 ống ra nha. Có nghĩa là đối với những chiếc xe mà mình chạy công suất cao hoặc là anh em hoạt động liên tục á, nhớt nó sẽ bị đẩy ra ngoài thì nó dẫn đến tình trạng là hao hụt nhớt rồi này kia, nó mất thẩm mỹ xe. Thì cái bẫy nhớt này có nhiệm vụ là nó sẽ ngăn chặn cái luồng khí ở dưới nó đẩy lên, nó giữ nhớt lại, nó chỉ cho thoát khí thôi, không có bị ra nhớt. Thì nay nó có 4 ống, thì những cái ống này anh em cứ kết nối là từ máy lên, như là nắp tròn nè, ống không nhớt nè, ống hơi máy nè, rồi nói chung là anh em xài bao nhiêu ống tụi anh em. Ví dụ những cái ống này anh em không xài thì anh em bít lại, bít lại thì mình xài bằng mấy cái ống cống hơi đó thì mình bít lại thôi. À, thì một cái hộp nhớt mẫu trong suốt này mình bán cho anh em với giá là 550 nha anh em. Đó. Anh em cứ gắn cái hướng sao mà để cho nó lên nha anh em, cái hướng mà để cho nó đứng vậy nè. Đó. Thì nhớt nó sẽ tống lên rồi nó sẽ bị kéo ngược lại về phần đây. Đó. Xin xì nha, có xin bảo vệ này kia đó cả hết. Đó, cái này mình bán cho anh em với giá là 550 cái. Anh em nào có nhu cầu xài thì cứ alo mình nha, 0933 996 332. Sử dụng được mọi dòng xe nha anh em, xe nào gắn cũng được. 4 ống vô 1 ống ra nha. Đó. Còn hai cái bát này thì anh em chế vị trí nào tùy anh em nha.